là cái chung cái tiêu mà dùng phân hóa học quá nhiều thì tiêu nó sẽ bị bệnh chuyển nhánh, có đúng hay không? Thứ hai nữa là bón vôi cho cái tiêu thì hàng năm nên bón vào thời điểm nào thì phù hợp nhất? À, cái câu này đúng là cái câu này rất là rây rứt của nông dân. Các bạn đã biết tại sao mà bón hóa học nhiều chai chất thậm chí đắp cái chai không? Các bạn nên nhớ là mình nói các bạn này, ví dụ những dòng phân sinh học, các bạn đọc trên cái đó đi. À, các bạn đọc rất là thấp, ví dụ cái phân bò bột tạ nó có không phẩy ba tư à, bột tạ 0.34 à, mà trong đá kéo là nếu mà nói là trung lượng là vi lượng đầy đủ, gần như đầy đủ cho một cái sức sống cây tiêu. Nhưng mà nếu mà mình dùng con chuồng mà không can thiệp cái kia thì nó không bao giờ năng suất, vừa đủ nuôi bộ lá bộ cành với một trái vừa thôi. Nhưng mà các bạn bảo đảm là cây đề kháng rất là tốt. Các bạn mình nên nhìn sản phẩm là những cái dòng đây, mặc dù đắt tiền nhưng mà các bạn có nhìn thấy NPK bao nhiêu không? Đâu thấy cái hàm lượng đâu bao nhiêu, khoảng 1-3% là hết cỡ. Phân sinh học hoặc không bao giờ, ví dụ phân gà có 1.26 đó tương đối là tốt đạm nhiều à. Nhưng mà các bạn bỏ bón đó là nó rất là bền vững. Nhưng mà các bạn bây giờ các bạn quanh bây giờ ví dụ tôi nói là ure 46% à, kali thì 60% à, lăng trong đó lăng điện khỏi nói được, cái lăng là lăng quý rồi. Còn trong NPK thì chỉ 16, 16.5, 16.5. Nhưng mà các bạn cứ nghĩ là cái đa lượng nó cũng kiếp lắm. Các bạn bỏ như vậy mà lấy cái gì? Lấy cái mà vi lượng toàn bộ cái trao đổi chất chuyển hóa năng lượng này nọ, lấy cái lưu huỳnh, lấy cả cái trung lượng là magie, lấy cái đâu mà bù vô? Thì nếu mà nghĩa là ví dụ các bạn á, nếu mà các bạn bón ví dụ cho một cây một cái phân đi, ví dụ cho nó là tỷ lệ nó ví dụ như là một cái phân cho ví dụ cho NPK đi 16, 16.8 đi, à, một ký là 16. Một ký phân như vậy á là một tạ phân á 16, 16.8 thì nghĩa là các bạn nhân phân trùng lên là nó phải là 16 lần cái khối 16 lần một tạ, là gần như là một tấn 6 phân trùng à. Các bạn thấy cũng giống không? Tại vì khi mà nếu mà các bạn bón đa lượng là cái cây ngậm nước và không chuyển hóa hết toàn bộ là phải qua quang hợp toàn bộ 90-95% chất hữu cơ á. Các bạn đừng nghĩ là phân bón mà bỏ xuống là nuôi cây. Nhưng mà quan trọng là 95% mà chất hữu cơ mà phân hóa học lại là nhờ cái bộ lá, nhờ quang hợp chuyển hóa năng lượng cây cây. Thì nếu mà không duy trì được các vi lượng để mà trao đổi chất hoặc là tạo diệp lục này nọ thì làm sao mà nó toàn bộ cái phân đó gần như là nó ngậm trong cây này, gần như là bị rối loạn dinh dưỡng và lúc này nấm bệnh nó sẽ xâm nhập. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Toàn thuốc tiêu hóa, toàn gốc vi lượng hết. Ví dụ dinh cấp kẽm, mangozet 80% là mangan và kẽm. Các bạn nhìn vào đồng, cái vi lượng nó vừa ức chế nấm bệnh vừa là một cái vi lượng không thể thiếu. Hồi xưa con người cũng vậy, đâu để ý vi lượng, nhưng mà sau này rất là cần vi lượng, nó cần ngay cả con người chứ không phải là cái đó. Bây giờ các bạn ăn cái bón NPK xong rồi lấy cái gì bù? Mà các bạn nên nhớ như này, càng bón phân hóa học bao nhiêu thì đất càng chua sinh lý bao nhiêu, thì lúc này thì những cái kim loại mà nặng, kim loại mà nằm như nhôm này, mangan gan này, nhôm ba cộng này, chính vì cái đó gây ngộ độc cho rẻ, rồi đất cứng nó sinh ra đủ chuyện hết. Cho nên khi mà không khéo các bạn dùng hóa học dựa vào cái nền sinh học bây giờ, dùng hóa học dựa trên nền hữu cơ thật tốt thì các bạn sẽ phát huy được cây. Các bạn nên biết như này, trong cây nó có một cái chất gọi là phytoxit, là kháng sinh tự nhiên á. Nó có nằm trong cái hành, cái vì hành tổ mà cây bắt là cái chất đó. Chính vì cái chất là bảo vệ cây kháng sinh tự nhiên, nhưng mà nếu mà không đầy đủ chất nó thì gần như là cái cây bảo vệ rất là yếu. Các bạn cho nên khi mà bón phân bao nhiêu cân đối à, ví dụ từng thời kỳ, ví dụ trái phát triển như thế nào. Khi mà ví dụ tôi nói là ví dụ đạm, axit amin là sự sống phát triển, còn lăng kali được phát triển rễ về và tổng hợp thì đất con để chuẩn bị cái mùa vụ tới và trái chín điều này nọ, nó từng thời kỳ. Ví dụ thời kỳ mà phát triển thì các bạn dùng giảm nhiều, nhưng mà lúc nào cũng phải cân đối giữa lăng kali. Nếu mà thiếu lăng kali thì gần như cái đạm nó gần như không tác dụng bao nhiêu hết. Với thứ hai là các bạn nên để ý là cái kali á, các bạn do cái thói quen ít dùng kali, bất cứ từ cái mầm sống cho đến khi mà là đều phải cần kali. Kali là một chất để mà chống nhiễm khuẩn số một luôn. Cho nên khi mà các bạn thấy cái cà phê mà ví dụ cháy lá mùa khô á, không phải là nóng rồi, cái đó là thiếu kali á. Cái kali khi mà tác động hạn và cả từ toàn bộ cái dịch nó phải chảy xuống, cho nên khi mà bón bao giờ phải là NPK và coi cái phân nào mà có hàm lượng trung lượng vi lượng đầy đủ thì các bạn cái cây nó đề kháng là tốt.
À, còn vôi ha, còn vôi nói với các bạn nè, à, các bạn sai lầm cái vôi. Nếu mà tiêu các bạn mà cứ dùng vôi lâm đúng là các bạn gần như là phát hiện bộ đề rất ổn định và kháng bệnh. Các ông hồi xưa ông già mà nói á, tại sao dùng vôi nhiều dầu đời xa, dầu đời cha phá sản đời con. Hồi xưa ông ba mình thích cứ một cái dùng vôi bón là được mùa, nhưng mà cái đời con cháu sẽ gánh. Rồi tiếp sau một câu người nói là vôi không phân làm bằng nhà nông, dùng vôi phân này là không chung, ngày xưa làm gì cũng không có học. Thì các bạn tại thấy sao, cái vôi xô là khi mà nó phát triển hệ để cao độ và cái canxi để điều khiển những cái mô mới, những cái mô mà phát triển á là canxi điều khiển, cho nên mỗi lần bảo vô vào được mùa. Nhưng mà các bạn khi mà đất mà nó kim lên á thì lúc này lại thiếu những cái vi lượng này, nhiều kém sắt, mangan, những cái vi lượng hoạt động độ ăn thấp thì gần như bị kết thúc hết. Lúc này cái cây mặc dù mình bón phân nhiều nhưng mà nó thiếu những cái vi lượng, nó gần như cây nó tồi tệ. Thì tôi nói các bạn là cái vi lượng trung lượng rất quan trọng, các bạn nên để ý thì cái. Còn tỉnh lượng các bạn nè, một năm thường thường á, đất mới á thì trên một ký, còn khi mà các bạn thả cái tiêu xuống là bắt buộc một ký vô một cái lâm, các bạn sẽ điều và năm tới cũng vậy, năm tới đến khi mà các bạn khi mà để nó hoàn chỉnh cái đó các bạn giảm không được. Quan trọng cái năm đầu tiên để mà đất trong mình là đất axit cao á, chua rồi kim loại ngộ độc đất để canxi á, cái ông nó đẩy cái kim loại ra để rễ khỏi bị quắn, khỏi bị tổn thương. Trong định nhớ thì nữa. Tôi cùng xin chia sẻ về tất cả bà con chúng ta đến hội thảo hôm nay. Cùng năm ngoái tại thiết tỉnh Khánh Yên này tôi có mua 15 triệu và được TV giải nhân này là cùng mua cái thuốc của ông Vino này. Bởi vì tức là có 2.500 trụ tiêu mà trong đó có 900 trụ đã vào kinh doanh, chuyển vào kinh doanh nhá. Nhưng mà là bị vàng hết toàn bộ thì bắt đầu là có cái ông tiếp thị đến bán cái thuốc đây. Nhưng mà tôi không mua, nhưng ông bảo là ông sẽ cho không. Và nếu được cái trả tiền là ý cho tốt đấy, là trị nấm thì tôi là mua. Và ông đưa cho cháu tôi dùng xong là đến khi tôi dùng cái Vino trong đấy. Thì hiện nay là tôi này dùng thuộc phân hóa học vào và phần nước thì không biết. Bây giờ tôi sợ là tiêu nó chết nhanh thì tôi không dám bỏ phân gì nữa, bởi vì tôi sợ nó chết. Bởi vì tôi thấy mà bây giờ tôi có dùng hóa học vào trong đó rồi thì cũng không biết là do tác dụng cái gì mà nhanh. Nhưng mà cái vi nó rắp á, là khi tôi dùng á là thấy bộ rễ, cái bộ lông hút á rất nhiều và rễ tớ ra rất nhiều. Và đó là cũng nói với bà con là mình chỉ nhìn cái nhãn bao bì của nó và cái vỏ của nó rất tốt, đúng là nhập khẩu của Hàn Quốc mà rất tốt. Ở trong cái Vino Rock á là tôi cũng chia sẻ với bà con là chúng ta là tôi mua cái tháng tôi đến đấy tôi nói với cái ông kia là tôi mua 10 lọ lại 2 lít này, mà nếu mua một lít á là đến 260, nhưng nếu tôi mua 2 lít một cái đó là có 400 thì tôi mua 10 thùng luôn, mà 10 cái, nhưng mà cái thùng đó nó không đóng được đủ, tôi phải mua lẻ ra phía ngoài nữa. Và kể từ đó đến bây giờ là hiện nay cũng nói với bà con là cái ví nó rắp là nó phát triển bộ rễ rất tốt và bà con cứ thử mua mà dùng. Mà riêng cái vỏ của nó là rất tốt, chắc chắn thức của nước ngoài. Nhưng mà nếu mình đi mua hàng, nếu cái vỏ bao bì mà dồn là thuốc dồn đấy, bỏ bao bì thật tốt là thuốc sẽ tốt. Đó là tôi có kinh nghiệm chia sẻ với bà con như vậy. Xin cảm ơn chú đã